Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của L. Nguyên. Tôi đi tìm lại một mùa xuân. Từ đi vào cõi phong sương, khi rừng lá thấp, khi sườn núi cao, quân như sấm thét mưa gào, ngày săn dấu giặc, đêm vào chiến khu. Mấy tháng trời quần thảo nhau với sư đoàn ba sao vàng ở phía bắc tỉnh Bình Định, máu xương của các chiến sĩ liên đoàn 4 biệt động quân tổng trừ bị của chúng tôi cũng đã thấm sâu vào lòng đất nơi đây, nhất là trận đánh kéo dài 12 ngày đêm dọc theo quốc lộ 1 dưới chân núi Nung. Sau trận đánh này, sư đoàn 3 sao vàng gần như kiệt sức, Bắc Bình Định không còn bị áp lực. Đại đơn vị của chúng tôi coi như đã làm xong nhiệm vụ nên được lệnh gom về phi trường Phù Cát. Trong lúc chờ máy bay, anh em binh sĩ hỏi tôi: Mình dạy hảo cứ phải không ông thầy? Tôi thẳng nhiên: À, cũng có thể. Chẩn Quý Vũ từ xa đi lại, anh ta nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Dạy hảo cứ, em mời anh đi ăn canh chua cá bông lau ở ngã ba Tam Hiệp, sau đó anh em mình về Sài Gòn du dương được không? Tôi đưa tay lấy điếu thuốc co rúm từ trong bao Basto cổ Vũ. Vũ bật lửa, tôi trích một hơi dài vừa nhả khói tôi vừa nói đùa với anh. Ê, nhớ bộ phải không? Viết thư về nói với cô ta, con đường chinh chiến mịt mù, đừng chờ nhau mà hao mòn nhan sắc. Đâu có ai biết được ngày mai phải vậy không ông Chẩn Quý cọp rằng. Thay vì mang chúng tôi về Biên Hòa, những chiếc C-130 quăng chúng tôi xuống phi trường Cù Hanh Pleiku, tất cả đều vỡ mộng. Nhìn những khuôn mặt sạm nắng tiêu nghỉu của anh em binh sĩ trong đơn vị, tôi thấy thương họ vô cùng và thương cả chính mình. Đời lính chiến, trời đây mai đó, biết rằng trên quê hương đất nước mình, nơi nào cũng là nhà. Nhưng lâu lâu về gặp lại người thân trong gia đình ai mà không mong, nhất là sau những ngày đêm lăn lộn sống chết ngoài chiến trường. Đoàn KMC bám đầy bụi đỏ, đưa chúng tôi về hướng Tây Bắc Công Tâm, nơi đã xảy ra những trận đánh khốc liệt và đẫm máu trước đây. Thế là chúng tôi tiếp tục chờ địch trong những đám rừng già, sáng mờ sương sớm, tối mờ sương đêm. Hơn tháng trời, nằm trên những ngọn đồi không thấy ánh nắng đầy mền bẫy, những con dốc yên ngựa thoi thoải, chi chít đường mòn và vỏ đạn rỉ sét đủ loại. Khi lùng sục, lúc đợi chờ, nhưng tình hình vẫn cứ yên tĩnh một cách nặng nề. Chúng tôi có cảm giác địch quân đang gồm, đang điều nghiêng. Với họ đây là một đơn vị mạnh, được điều động từ Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn nên rất khó nuốt, hoặc mùa mưa đã qua rồi, rất thuận lợi cho việc yểm trợ phi pháo cho quân ta, nên họ chưa dám xuất chiêu. Chúng tôi cũng thận trọng và sẵn sàng đáp trả trong mọi tình huống, nhất là kiểu đánh quấy rối và tiêu hao bằng đặc công của đối phương. Những chiếc lo khuếch đại gắn bên hông những chiếc máy truyền tin C-25 thỉnh thoảng buông những tiếng khò khẹt vô cảm trong căn hầm chỉ huy làm tôi không thể nào chợp mắt được. Khoác áo jacket, tôi lững thững bước ra ngoài. Buổi chiều cao nguyên vào những ngày gần cuối năm nghe lành lạnh, cái lạnh của núi rừng dễ làm lòng người suy nghĩ mông lung, đồng cảm với những chàng trai Hà Nội ngày xưa tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Đêm đêm bên phòng tuyến, họ đã ghi lại những lời thơ mượt mà bất hủ. Tôi còn nhớ hai câu thơ trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: Mắt rừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Giờ này, một đoàn trai trẻ chúng tôi trên tuyến đầu mờ mờ hơi sương cũng đang gửi hồn mình về nơi xa xăm nào đó để thương cảm nhớ nhung những người con gái đôi mươi làm người yêu của lính đang khắc khoải đợi chờ chạnh lòng tôi ngâm nga. Ta gửi hồn qua chập trùng đồi núi, mơ về tháp nhạn dáng người thương. Đang lúc chờ giặc, chúng tôi được lệnh bàn giao khu vực đóng quân cho một đơn vị bạn thuộc quân khu 2. Về tới phi trường Biên Hòa, chúng tôi lại được thảy xuống Bình Tuy, một tỉnh phía bắc quân khu 3, tiếp tục băng rừng lội suối. Dù sao ở đây khí hậu tương đối tốt, có nhiều thịt rừng, áp lực địch không mạnh mấy, lại gần Sài Gòn, nên tinh thần binh sĩ có vẻ phấn khởi hơn. Sau vài trận đụng độ nhỏ với sư đoàn 7 Bắc Việt, chúng tôi trao trả vùng hành quân lại cho sư đoàn 18 bộ binh trở về hậu cứ Long Bình. Trong kỳ dưỡng quân lần này,
tôi và mấy người bạn có dịp dạo quanh các khu phố Biên Hòa. Mặc dù đang sống trong cảnh rình rập của chiến tranh, nhưng không khí Tết cổ truyền của dân tộc vẫn lan rộng, trải dài muôn chiều muôn mặt trên toàn đất nước miền Nam tự do. Nơi đây kẻ bán người mua tấp nập trên các đường phố quanh khu rạp chiếu bóng Biên Hùng. Câu đối đỏ quả dưa xanh, những chậu cúc vàng rực rỡ, xen kẽ với thực dược đủ màu, những cành mai đầy búp bắt đầu hé nhụy sắp đầy trên đường phố. Những chiếc xe xích lô, xe lam, xe taxi khách lên xuống tấp nập, bến xe đò đông nghịch người, không chỗ chen chân. Các chuyến tàu lửa Biên Hòa, Bình Triệu, Sài Gòn, khách ngồi cả trên thành cửa sổ. Con tàu mệt nhọc kéo theo những toa đầy người dài lê thê. Ai cũng hấp tấp, vội vàng lo cho ba ngày Tết. Tôi và một người bạn vào quán cà phê bên hè phố ngã ba Tam Hiệp, kêu hai ly cà phê. Cô gái có nước da màu bông bưởi, nhoẻn miệng cười với chiếc răng khểnh xinh xinh. Anh bạn tôi hỏi cô ta, à Biên Hòa có gì nổi tiếng hả cô em? Nghe giọng nẩu rặt của bạn tôi, cô bé mở đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên, giọng cô bé ngọt ngào. Dạ, bưởi Biên Hòa đó anh. Dạ, con gái Biên Hòa đẹp không thua gì bông bưởi phải không cô em? Cô bé cúi đầu nói vừa đủ cho ba người nghe. Dạ. Bỗng cô bé quay qua phía tôi, mắt cô bé sáng lên. Anh là sĩ quan Đà Lạt phải không anh? Sao cô em biết? Anh hai em cũng sĩ quan Đà Lạt, ảnh cũng có chiếc nhẫn giống y như chiếc của anh vậy. À, anh hai à, cô giờ này đang ở đâu? Mẹ và chị dâu em khóc hết nước mắt vì ảnh, cũng giống như các anh. Từ ngày ra trường tới giờ chưa có năm nào ảnh được ăn một cái Tết sum họp gia đình, toàn hành quân với hành quân, hết chiến trường này đến chiến trường khác. Thì mẹ và chị dâu cô khóc hết nước mắt, còn là cô em thì sao? Em thì ngược lại, em rất thích những người con trai quên mình xông pha bảo vệ đất nước. Có như vậy những người hậu phương mới được cuộc sống an lành, phải không anh? Tôi định hỏi tiếp, nhưng cô bé nở nụ cười hồn nhiên. Hai anh chờ em chút xíu, em sẽ quay lại. Nói xong cô bé cúi đầu chào rồi bước vào bên trong quầy tính tiền, vì ở đó có người đang đứng chờ. Nhìn cà phê nhỏ từng giọt đều đặn vào ly thủy tinh, tôi mới thấy được ý nghĩa của sự bình an nơi thành phố. Bỗng từ phía lề đường, người lính của đơn vị tôi hối hả bước vào. Tôi hỏi anh ta, hả, hành quân hả? Dạ, 60 đang chờ hai ông thầy ngoài xe. Tôi nhìn ra thấy vị tiểu đoàn phó đang ngồi ghế tài xế. Có lẽ ông sếp đang chạy lòng vòng qua mấy cái quán cà phê để bốc cái đám sĩ quan độc thân không người lái như chúng tôi. Cô hàng cà phê quay trở lại, cà phê vẫn còn đang nhỏ giọt, cô ta ngập ngừng nhìn chúng tôi. Cô bé không nhận tiền, cũng không nói lời nào. Chúng tôi chào tạm biệt cô bé rồi bước vội ra xe. Tuy không quay nhìn lại, nhưng tôi cũng đoán biết được tâm trạng trai rất lo âu của kẻ tiễn người ra chiến trận. Tôi khe khẽ ngâm hai câu trong chinh phủ ngâm khúc của Đặng Trần Côn. Chàng từ đi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát nơi nào. Cùng lúc ấy hai chiếc lo của máy hát dĩa treo ở hai bên bờ tường của quán cà phê bỗng ra giọng hát ngọt ngào. Tôi đi tìm lại một mùa xuân. Tác giả Nguyễn Thành Liên. Và sau đây xin mời bà con mình nghe tiếp bài Hồi tưởng của tác giả Minh Nguyệt. Được biết tập sang biệt động quân mong muốn các thành viên viết bài nói về binh chủng này. Đã mấy lần tôi định viết nhưng còn ngại không biết mình có viết được hay không, hay lại là múa rìu qua mắt thợ. Nhân một chuyến đến hội họp ở nhà chú Hào và cô Hằng, con gái của tôi khuyến khích mẹ nên viết bài cho tập sang biệt động quân. Về nhà suy đi nghĩ lại, tôi quyết định viết, dù hay dù dở mình có đóng góp là được. Nói về binh chủng biệt động quân, một binh chủng mà tôi đã gắn bó từ ngày ông xã ra trường năm 1962, anh được đưa về vùng 4. Ngày đó binh chủng mới thành lập nên còn thô sơ và nhỏ bé. Tôi theo chồng xuống vùng 4, anh nhận đơn vị và đi tác chiến ngay. Ông đại đội trưởng là đại quý Lê Văn Dần. Thân gái bơ vơ, anh bỏ tôi lại hậu cứ rồi đi biển biệt. Vì mới trời ghế nhà trường nên tôi nhút nhát lắm. Ngày đêm rất lo lắng cho chồng và cầu xin mọi việc đều bình an.
Lâu lâu anh mới về một vài ngày rồi lại lên đường làm tròn bổn phận một người trai trong thời loạn. Thấm thoát thời gian trôi qua, binh chủng biệt động quân đã lớn mạnh và thành lập từng tiểu đoàn rồi đến liên đoàn. Chồng tôi được thuyên chuyển về tiểu đoàn 44, hậu cứ đóng tại Cần Thơ. Ông tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Lê Văn Dần. Ông đã từng đánh giặc bách chiến bách thắng khi còn là một đại đội trưởng đại đội thám báo thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Ông đã làm cho tội Việt Cộng khiếp vía kinh hồn. Đến khi ông về nắm tiểu đoàn 44, lại càng lừng lẫy hơn. Ông là con cưng của Trung tướng Đặng Văn Quang. Ông có một bà vợ tên Hồ Thị Quế. Bà này là cánh tay mặt của ông. Bà giúp chồng lo cho binh sĩ từ người sống tới người chết. Mỗi lần tiểu đoàn hành quân, những binh sĩ không có tiền, bà cho mượn trước rồi lãnh lương trả sau. Bà rất thương binh sĩ thuộc hạ và gia đình vợ con của họ. Những binh sĩ nào tử trận mà chưa có thân nhân tới, bà tức tốc vào nhà xác nhận và lo tẩn liệm đàng hoàng rồi đợi thân nhân họ tới. Tôi còn nhớ rất rõ, khi hai ông tiểu đoàn phó Võ Văn Đài và Nguyễn Văn Hiến hy sinh, bà nhận xác đem về nhà của bà làm lễ, rồi đợi vợ con tử sĩ từ miền Trung vào. Bà cùng tôi thường đi bao giàn các đoàn hát cải lương lấy tiền lời để mỗi dịp xuân về hai Tết Trung Thu. Bà đem tiền ra quỹ lão gia đình binh sĩ. Tết âm lịch thì bà tổ chức cây mùa xuân, còn Trung Thu thì bà mua kẹo bánh lọc đèn cho con em binh sĩ. Thật là một người chị rất tốt và thương người. Những kỷ niệm ngày ấy và hình bóng của bà cho đến bây giờ vẫn còn in trong tâm tư tôi không bao giờ phai mờ. Bà cũng được vinh danh là một thượng sĩ danh dự. Ông bà thường ra vào dinh Đại tướng Nguyễn Khánh và Đại tướng đã tặng bà một khẩu súng nhỏ bằng bàn tay màu trắng với 6 viên đạn. Bà bề ngoài nhìn rất cứng rắn, nhưng khi tiếp xúc với bà thì mới biết bà là con người rất tình cảm. Bà ghen lắm và thường nói với tôi rằng: "Em đừng có lo, chồng em mà lãng quảng, chị dẫn em đi xử nó ngay." Sau này, thiếu tá Dần rời tiểu đoàn 44 biệt động quân để đáo nhận chức vụ phó tỉnh trưởng Nội An tỉnh Chương Thiện, một nơi khét tiếng có nhiều Việt Cộng. Thời gian này, Việt Cộng ráo riết tìm cách ám sát, giết hại bà. Bọn chúng treo giải thưởng 1 triệu đồng cho ai giết được bà. Vì thế, bà Quế và các con ở lại Cần Thơ, và thường sử dụng máy bay để đi thăm chồng chứ không dám đi đường bộ. Chính trong thời gian này, bà Quế đã tử nạn trong một thảm họa của gia đình. Sau sự việc này, thiếu tá Dần bị đổi ra làm tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Một lần nọ, tiểu đoàn của ông được đưa về trung tâm huấn luyện để huấn luyện bổ túc. Dịp này, vì không thích bị gò bó trong huấn luyện, ông xin hoán đổi qua tiểu đoàn khác để tác chiến. Thời gian này, Việt Cộng đã tấn công đột kích đêm bất ngờ vào ngay bộ chỉ huy tiểu đoàn. Thiếu tá Lê Văn Dần tử trận cùng viên cố vấn Hoa Kỳ. Ôi đau đớn thay, một người hùng, một người con yêu của đất nước vĩnh viễn ra đi. Thiếu tá Lê Văn Dần đã để lại trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa những chiến công vô cùng oanh liệt. Sau này, người con gái lớn của ông bà tên là Hương lên xe hoa với hai em còn nhỏ dại ngồi hai bên với chị. Vợ chồng tôi gắn bó với ông bà trong suốt thời gian chồng tôi phục vụ ở tiểu đoàn 44 biệt động quân. Khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng, cháu rất khó nuôi, ông bà bảo tôi mang cháu đến nhà ông bà làm phép. Tôi thấy ông lấy một sợi dây ngũ sắc có cột một cục chì nhỏ, xoa đầu và đeo cho cháu. Sau đó ông bảo tôi chuột lại. Bây giờ con gái tôi đã 50 tuổi rồi, tôi rất mang ơn ông bà và thương nhớ rất nhiều. Nguyện xin ơn trên phù hộ cho ông bà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc không còn đau khổ nữa. Ngày xưa thời còn là học sinh, tôi đã yêu màu áo trận. Hình ảnh các anh luôn là cái đề tài cho các cô gái hậu phương yêu thương nhung nhớ. Ngày ấy, chúng tôi thường được bà Ngô Đình Nhu đến trường, dẫn đi ủy lạo binh sĩ trở về từ các mặt trận. Nhớ những lần đón chào các đoàn quân chiến thắng trên đại lộ Thống Nhất, đoạn đường từ vườn Bách Thú đến dinh Độc Lập. Những lần đó chúng tôi hân hoan tròn những vòng hoa mừng các chiến sĩ nhiều công trận, nhìn các anh thật oai phong, và trong lòng những cô con gái hậu phương, hình ảnh của các anh không bao giờ phai mờ.
Những kỷ niệm đó làm cho tôi đã thương lính còn yêu lính nhiều hơn, để rồi tôi trở thành vợ của một người lính chiến. Chồng tôi là một chiến sĩ biệt động quân. Tôi đã từng rất hãnh diện được làm vợ một người lính hào hùng, một cấp chỉ huy can đảm của binh chủng biệt động quân thiện chiến. Tôi đã từng nghe biết đơn vị của chồng tôi, tiểu đoàn 44 biệt động quân, đã làm khiếp đảm quân thù. Thế nhưng, những ngày chồng đi hành quân biển biệt, tôi chỉ còn biết cầu xin ơn trên che chở phù độ cho anh trở về an toàn. Những khi nhìn thân xác của các chiến sĩ hy sinh được mang về hậu cứ, tôi đã rất run sợ, không biết khi nào đến lượt mình làm quả phụ, làm vợ một người lính chiến. Tôi đã thấu hiểu những gian truân phải trả cho tình yêu, tôi thấu hiểu ý nghĩa những giọt nước mắt thầm lặng, những thiệt thòi đớn đau mất mát. Quả tình là vô bờ bến khi nói đến những điều mà vợ một người lính phải chịu đựng, phải vượt qua, nhất là vợ người lính Việt Nam Cộng Hòa. Giờ này ngồi viết cho tập san biệt động quân, bao nhiêu hình ảnh cũ hiện ra trước mắt, thương cho các anh, thương cho đất nước Việt Nam của mình, bao nhiêu biến cố cùng biết bao nhiêu tan vỡ. Ôi mẹ Việt Nam ơi, các con của mẹ đành lìa đoạn nơi chôn nhau cắt rốn, sống lưu lạc ở những vùng đất tạm dung, mơ ước một ngày quê hương thật sự thanh bình, để chúng con được trở về xây dựng lại đất mẹ tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Tác giả Minh Nguyệt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.